Đầu tư bất động sản đang là xu hướng của các doanh nghiệp, nhất là các sản phẩm đất nền và nhà phố. Mới đây, tập đoàn Địa ốc Cát Tường tiếp tục mở bán thành công dự án khu đô thị phức hợp Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng đợt 5. Đợt mở bán này, khu đô thị phức hợp Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng một lần nữa dậy sóng tại thị trường bất động sản Bình Phước, khi toàn bộ 85% sản phẩm đất nền và nhà phố có giá trị từ 1,8 tỷ đến 2,5 tỷ được mở bán đợt 5 đều được giao dịch thành công. Dự án khu đô thị phức hợp Cảnh quan Cát Tường Phú Hưng sở hữu không gian sống tiện nghi nhờ những tiện ích chất lượng như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên cảnh quan với mô hình kiến trúc độc đáo như quảng trường ánh sáng đại lộ danh nhân cho đến công viên thế giới điện ảnh The Anchor, công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina. Đây là khu đô thị phức hợp cảnh quan kiểu mẫu đầu tiên tại Bình Phước sở hữu nhiều tiện ích nội khu hiện đại với pháp lý minh bạch và thanh toán linh hoạt, chia làm nhiều đợt trong 12 tháng không lãi suất.